Xin chào anh chị nhé. Trước mặt anh chị là một cái ngã ba thuộc ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước anh chị ha. Thì anh chị cứ đi thẳng đường này vào, thẳng đường này vào nhá, thẳng từ ngón tay tôi này, chỉ thẳng đường này vào đây. Đi thẳng vào khoảng chừng 1,5 cây số là anh chị tới được đường 65 mét tạo lực. Rồi đi khoảng chừng 2 cây số nữa là anh chị ra được khu nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị ha, là hướng này nhá. Tôi nhắc lại nhá. Bắt đầu đây là cái ngã ba này. Anh chị đi hướng thẳng đây khoảng 1,5 cây số nữa là tới được đường tạo lực 65 mét. Đi khoảng hơn 2 cây nữa thì anh chị tới được khu tái định cư của khu nghiệp BKMX cũng như là khu nghiệp BKMX Đồng Phú anh chị ha. Là đi hướng này. Rồi. Hướng này anh chị đi thẳng ra khoảng 2 cây số nữa là mình ra được đường liên tỉnh DT753. Đường liên tỉnh DT753 anh chị nhá. Rồi. Còn đây, quay lại đây. Anh chị đi khoảng chừng 3 cây số nữa là 3-4 cây số nữa thì mình gặp được đường liên xã Tân Lợi, Tân Hưng, rồi gặp đường 28m liên huyện của Tân Hưng, rồi của Tân Lợi luôn anh chị nhá. Và đường quy hoạch và vành đai 32m giữa thành phố Đồng Xoài và huyện Đồng Phú luôn, là đi hướng này. Rồi ra khu nghiệp Bắc Đồng Phú, ra khu nghiệp Đồng Xoài 3, khu nghiệp Nam Đồng Sụp Phú, về trung tâm hành chính huyện Đồng Phú đi khoảng 7-8 cây nữa anh chị nhá. Về Bình Dương, về thành phố Hồ Chí Minh, về Đồng Nai là đi đường này được anh chị nhá. Và hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm ngay cái ngã ba này. Nằm ngay cái ngã ba này anh chị nhá, ngay ngã ba liên huyện này. Con đường anh chị đang xem là con đường liên huyện nhá, đường này đường liên huyện nhá. Con đường này là con đường đấu nối trực tiếp vào đường vành đai 65m tạo lực Đồng Phú Bình Dương anh chị ha. Bây giờ tôi ra mặt đường này. Đó, đó, đây, tôi quay lại đây. Tôi sang bên này tôi quay cho nó rõ hơn. Đó, đó anh chị ha. Đó, ngã ba nó đi vào tạo lực này. Đó, rồi nó chạy thẳng ra thị trấn Tân Phú là đi đường này. Đó, thị trấn Tân Phú DT741, khu nghiệp Bắc Đồng Phú là đi hướng này. Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Nai đi hướng này anh chị ha. Đó, anh chị nhá. Đó, còn ra DT753 đi hướng này. Và hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh chị một miếng đất nằm hai bên mặt đường. Nằm hai bên mặt đường này, đường liên huyện này, và nằm ngay ở cái ngã ba này, rất là chiến lược, rất là chiến lược anh chị ha. Là cái miếng đất bên kia, bên kia. Bên đó nó được 92 mét mặt đường. Nó bắt đầu từ cái cây cao cao đó. Đó, nó sang đến cái vườn cao su nhà này. Được 92 mét mặt đường, và cái vị trí tôi đang đứng thì nó được 15 mét mặt đường nữa. Đó, 15 mét mặt đường nữa. Bây giờ tôi sang bên này tôi quay. Tại vì cái đất này nó nằm hai bên mặt đường nên là tôi phải chạy qua chạy lại tôi quay để cho anh chị dễ hình dung. Cái miếng bên này đường á thì nó nằm hai mặt đường. Đó, cái đường mà đi ra đây DT753 thì nó có một khúc. Nghĩa là nó ngang 15 sâu 30 đấy, miếng bên đó là ngang 15 sâu 30. Trên sổ tôi thấy nó ghi rất là rõ chi tiết như vậy. Ngang sâu 30 này. Rồi, ngang 15 này. Đó, đây, dàn đây. Ở trước mặt anh chị thấy bà con người ta ở rồi. Hôm nay là cuối tuần người ta có hát karaoke. Ở đây thì dân cư hiện hữu nha anh chị nha. Đó. Rồi, đến cây chuối này là hết cái phần bên này đường. Đó. Đây này. Nghĩa là đất của mình là có một mẫu 2. Một mẫu 2 thì bên này đường liên huyện ấy có một miếng. Và bên này đường liên huyện có một miếng lớn nữa. Nghĩa là miếng bên này thì là được ngang 15 mét, ngang 15, rồi sâu vào 30. Sâu vào 30 là cái miếng bên này mặt đường liên huyện. Còn miếng bên này á thì nó rộng hơn. Miếng bên này tận 92 mét mặt đường. Nó trải dài từ đây, từ chỗ này sang tút bên kia luôn. Đấy, tôi đang quay đây là cho hai bên mặt đường nhá. Hai bên anh chị ha. Rồi, bắt đầu mình đi nhá. Bắt đầu đi từ đây. Đó. Cái đất nhà ông này á thì ông ấy đào mương, đào ranh giới giữa đất nhà ông và đất hàng xóm rất là kỹ càng rõ ràng anh chị nhá. Cái đất này thì nó ngay ngã ba luôn, ngay ngã ba luôn anh chị ha. Đó, trên đất thì đang trồng điều, rồi trồng trồng cà phê. Đằng sau có ao không biết, trên đất có nhà luôn kìa. Có ao không anh? Có cái ao. Rồi tôi nhờ cái anh cộng tác viên khu vực Tân Lợi đưa tôi đi một vòng anh chị ha. Đấy, anh đi cùng em. Sao ở đây có cái cột bê tông nhỉ? Thì đất của nó đấy. Còn ngoài cái chuối kia phải không? Đó, đó, phải đó, nó ăn cái này này. À, ngoài cái chuối phải. Tôi vừa ấy, tôi sợ là quay lộn đất người ta thôi. Chứ không có gì hết á. Đấy, ở đây.
Tại vì đất này nó nhiều đường quá nên là tôi phải quay tạo lực này, đi thẳng tạo lực này, DT753 này đó, rồi lại ra thị trấn này nhá, vậy nhá anh chị nhá. Đó, đây tôi quay lại một lần nữa này, đó chị ha, đó đất rất là bằng phẳng nhá. Nhà này nuôi nhiều chó vậy nó có cắn không anh? Em chỉ sợ nó cắn thôi đấy. Tết nhất đến nơi rồi anh chị ạ, quay phim không được bao nhiêu tiền hoa hồng hết mà nó cắn một phát đi chích là hết tiền luôn. À ô, mặt đường này dài đấy chứ, 92 mét hả anh? Ừ, sợ vừa ấy nói lộn anh chị ạ, 92 mét mặt đường anh chị nhá. Từ đây vào tạo lực tôi phải nhắc đi nhắc lại vì cái đất này nó rất là gần đường tạo lực rồi. Từ đây vào tạo lực nó khoảng hơn 1 cây số rồi, nó rất là gần anh chị ạ, cực kỳ gần luôn. Và đặc biệt là nó có 92 mét mặt đường ở liên huyện. Nó con đường liên huyện nó đường thông thường anh chị nhé. Đấy, 2 cái mít này là danh á. À, danh đúng không? Ừ. Rồi, bây giờ như này. Trước khi đi vào phần này tôi quay lại một lần nữa này. Đó, anh chị nhìn thấy mấy cái xe máy không? Đó là ngã ba. Vừa tôi có giới thiệu rồi, anh chị ha. Chạy từ cây chuối đó, đây ngón tay tôi đấy. Từ cây chuối đó về chỗ tôi đang đứng ở đây. Ừ, đang đứng đây. Đến cây mít này này là 100 à 92 mét. Xin lỗi, 92 mét anh chị nhá. Và bên kia đường thì nó được 15. Lỗi anh chị nhá. Vừa ấy tôi đang quay thì cái máy của tôi nó có trục trặc vấn đề về kỹ thuật. Nên bây giờ tôi làm tiếp cái video tiếp để giới thiệu cái phần bên trong của đất. Thì trước khi đi vào tham quan cái cuối đất thì tôi giới thiệu lại nhá. Đất mình thì nằm ngay ngã ba đường liên huyện. Có hai bên mặt đường. Thì cái bên mà anh ngón tay tôi đang chỉ đây là 92 mét mặt đường. Còn bên kia thì được 15 mét mặt đường rồi sâu vào 30. Anh chị ha, thuộc ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước. Đầu video tôi chia sẻ rất là chi tiết rồi. Còn bây giờ thì tôi sẽ đi theo cái ranh giới này. Cái cây mít là cái ranh giới giữa cái vườn cao su nhà ông hàng xóm này. Đấy, đó, nhà ông hàng xóm này. Với cái vườn mà tôi chuyện đang giới thiệu cho anh chị là một mẫu 2. Một mẫu 2 đúng không anh Thế? Đúng rồi. Đó, rồi, bây giờ mời anh chị đi cùng tôi. Rồi, điện thoại là nó có vấn đề. Cái máy quay phim nó có vấn đề chứ. Đó. Đất rất là bằng phẳng anh chị ha. Từ đây ra Tân Phước đi khoảng hết 2 cây số. Ra ngoài DT753 cũng vậy, khoảng 2 cây số thôi, rất là gần anh chị nhá. Về thành phố Đồng Xoài thì mình đi hết khoảng 7 cây. Về DT41 trung tâm hành chính huyện Đồng Phú hết 7-8 cây gì đó, khoảng đó anh chị ha. Cái phần ao này của mình không? Cái phần ao này phải. Đây hả? Đúng. Chỗ này nó nở ra hả? Ao. Thế là bên này có một cái, bên này cái. Bên kia là bên kia là của người ta. Rồi, đây anh chị ha. Đó, tôi lên cái góc cuối này, tôi quay lại. Ồ, giờ này vẫn còn nước là chứng tỏ có nước quanh năm anh chị nhá. Nước quanh năm à. Đấy, nước quanh năm anh chị ha. Có ao, có mặt đường. Nước quanh năm nhá. Tôi đang đứng ở phần này là phần gần như là cuối đất rồi. Chỗ này là hồi đó ông chủ ông mắc cái ao này, móc cái ao này. Đó. Đó, anh chị thấy không? Tôi quay một bằng cho anh chị xem. Đó, vừa tôi đứng là bên ngoài đường đường đất đỏ đấy nhá, đường đất đỏ liên huyện đấy nhá. Đó, đây. Theo đây. Đó. Rồi. Còn bên này là của hàng xóm rồi. Đấy. Có nhà ở nhá, ông chủ ông ở trên đất luôn. Đúng không anh nhỉ? Đúng rồi. Đó, ông chủ ông ở trên đất luôn nhá. Cái phần điều đằng sau là của mình hả? Đúng rồi. Phần này vẫn là đất của cái 21 mẫu 2 này anh chị nhá. Của chủ này. Đường suối là hết đất. À, rồi đằng sau có suối. Rồi, ok. Tôi thấy có cái ao này tôi thích rồi đấy. Ao này nước trong ha. Trong xanh luôn này. Nước này nước ngầm đấy. Rồi, đằng sau có cái suối nữa anh chị ạ. Tôi đi xuống phần bên dưới này. Đất nhà này thì có mặt đường. Rồi địa hình thì bằng phẳng. Và cái vị trí thì nó gần nhá, không có xa đâu anh chị ạ. Sau này ấy, tôi cứ nhìn cái mảnh đất này tôi nhớ lại những cái ấp như là ấp Đồng Chắc hoặc là ấp Đồng Tân vân vân ở xã Tân Hòa ấy. Hồi đầu năm thì giá đất nó có
2,5 tỷ một hết, 2,6 tỷ một hết, chẳng ai chịu mua, chẳng ai chịu mua. Chủ thì rất là cần bán, nhiều chủ rất là cần bán mà chẳng ai chịu mua. Thế bây giờ mà đất thì thi nhau mua, anh chị biết bao nhiêu không ạ? Những cái người mà mua đất mà thuộc những ấp đồng chắc của Tân Hòa ấy, mà mua hồi tháng 3, tháng 4 ấy, bây giờ thì thật sự là không có gì để nói nữa rồi. Mua lúc đó giá đất lúc đó ở ấp đồng chắc xã Tân Hòa ấy, chỉ có 2,5 tỷ, 2,6 tỷ một hecta thôi. Đó, 2,5 tỷ thì 2,6 tỷ một hecta. Mà bây giờ thì hôm qua tôi nói một cái đơn cử, một cái sản phẩm đơn cử nhá. Hôm qua tôi tiếp nhận một cái sản phẩm, mà cái sản phẩm đó chính tay tôi bán cách đây hồi tháng 4 năm 2020 là giá 2,6 tỷ, kèo qua kèo lại, thương lượng qua thương lượng lại luôn, xuống được 2,5 tỷ một hecta, 2 hecta. Đó, mà ông dưới Bình Dương ông mua. Ông mua bây giờ anh chị biết không, khi mà con đường tuyến số 4 nó phóng ngang qua giữa đất ông luôn. Đó, bây giờ còn một mẫu tư thôi, họ bán 35 tỷ. Có khách trả lên 29 tỷ rưỡi chưa bán. Thì anh chị biết là nó cái tiềm năng đón đầu bất động sản, cái lợi nhuận nó kinh khủng như thế nào, kinh khủng như thế nào. Đấy anh chị ạ. Thế nên là mọi thông tin về quy hoạch rất là quan trọng với tất cả những nhà đầu tư. Đất tôi mua chuẩn bị có đường, có xá gì không, có dự án gì qua đây hay không. Đó, đó. Thì anh chị nắm bắt được những cái thông tin này, đánh là thắng anh chị nhá. À, tuy nhiên thì cũng có mức độ rủi ro ở trong đó, nhưng mình đi đầu tư, đi làm ăn mà, có thua có thắng anh chị nhá. Đấy, nhưng làm sao để cái tỷ lệ nó thắng nó nhiều hơn tỷ lệ thua là mình được rồi. Đó, đừng quay lại cái miếng đất này. Miếng đất này thì mình rất gần đường 65m tạo lực nhá, rất gần khu tái định cư của BKMX và rất gần thằng khu công nghiệp BKMX sau này anh chị nhá. 2-3 cây là gần lắm rồi anh chị nhá. Đó. Chưa quay lại cái xã Tân Hòa thì bây giờ tôi nhìn thấy này. Nhiều người bán đất xong không dám gọi vào đây hỏi thăm con cháu luôn. Vì gọi vào xót ruột đấy anh chị ạ. Con cháu nói là giá đất bây giờ lên quá rồi. Mấy ông bà không dám gọi vào luôn. Đó. Đấy là những cái chia sẻ rất là thật tình từ những người mà dân ở dưới đó. Tôi hôm qua tôi tiếp xúc ở dưới đó. Đó, chia sẻ rất là tình của họ. Rồi. Bây giờ quay lại cái miếng 1 mẫu 2 của ấp Đồng Bia xã Tân Lợi này nhá. Thì đến đây là hết cái cạnh này. Cái suối này có thể hiện trên sổ không anh? À, cái suối cái cạn này người ta cũng thể hiện trên sổ hết anh chị nhá. Đó. Đó, quay lại đây. Trong một video thì không thể nói, không thể chia sẻ hết được. Đấy. Cũng rất là mong gặp được những anh chị thiện chí đến gặp tôi, đến công ty chúng tôi. À, chúng tôi cũng muốn hướng là tới cho anh chị những cái sản phẩm tốt nhất. Đầu tư là phải thắng, phải có lời. Đó. Và đặc biệt hơn nữa là những thông tin quy hoạch là mình phải biết. Đó, là mình đi trước họ anh chị nhá. Đó. Ví dụ như miếng đất anh chị đang xem đây, thời điểm này nó là cái giá đó. À, tí nữa tôi sẽ nói giá. Nhưng chỉ cần là cái con đường liên huyện đó, tôi thấy nó đang bới ở ngoài ấp 5 Tân Hưng rồi đó. Nó đào nó bới mà nó làm nhựa xong thì chắc chắn rằng tâm lý của những người chủ ở cái miếng đất này nó không bao giờ nó bán giá đó đâu. Và thậm chí khi mà nó không bán giá đó mà cái đất nó ngay ngã ba nó vip mà nhiều người hỏi đâm ra nó chảnh lắm. Nay giá này mai giá khác luôn, y như ở Tân Hòa bây giờ, không khác gì hết. Nhưng bây giờ nó chưa có gì thì mình mua nó rất tốt. Mình mua nó rất được cái giá tốt luôn anh chị nhá. Đó. Rồi, trước mặt anh chị là mặt đường liên huyện nhá. Nói nhiều thì anh chị đôi khi cũng không hình dung hết được. Thì cũng rất mong là anh chị xem thấy video này thì anh chị lên thăm đất và gặp tôi. Tôi sẽ tư vấn thêm cho anh chị về quy hoạch, về đường xá, quy hoạch về đường xá, về các khu công nghiệp kinh tế của huyện này anh chị nhá. Rồi, đây là lại quay về trở về đầu đất lúc đầu video tôi quay. Thì một lần nữa tôi nhắc lại nhá. Đất của mình thuộc ấp Đồng Bia, xã Tân Lợi, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước, nằm hai bên mặt đường liên huyện. Con đường này thông thẳng vào đầu nối và trực tiếp vào đường tạo lực 65m anh chị nhá. Và cái đất này
nó có bên này nó có 92 mét mặt đường, bên này có 15 mét hai bên mặt đường. Giá bán của một mẫu 2 này là bán là 4 tỷ. 4 tỷ đúng không anh thế? 4 tỷ. 4 tỷ. Một mẫu 2 4 tỷ nằm hai bên mặt đường anh chị nhá. Thì thương lượng hay không thì anh chị cứ phải lên đây xem đất rồi gặp chủ để thương lượng anh chị nhá. Chứ chúng tôi không thể nào mà giúp anh chị vào thương lượng được vì cũng không biết ý của anh chị như nào. Anh chị nhá. Thì mọi thông tin về cái miếng đất này anh chị liên hệ cho mình qua số điện thoại là 0918 645 130 anh chị nhé. Ngoài ra anh chị có thể truy cập website công ty chúng tôi là cvtland.com để lựa chọn tìm kiếm những sản phẩm phù hợp với túi tiền cũng như là mục đích sử dụng đất của mình anh chị nhé. Một lần nữa cảm ơn anh chị đã xem video và nhớ ấn chuông đăng ký kênh của cvtland để nhận được những video mới từ công ty chúng tôi. Ngoài ra chúng tôi còn có một cái website là cvtland.com để anh chị vào đó lựa chọn những sản phẩm phù hợp với mình. Hoặc là anh chị nào làm nhà xưởng thì vào website mà cho về cho thuê nhà xưởng giá rẻ.com của chúng tôi để tìm kiếm những mảnh đất làm xưởng, làm kho phù hợp nhất hoặc là mua đất trong những khu công nghiệp của tỉnh Bình Phước anh chị nhé. Rồi, một lần nữa xin cảm ơn.